Xin chào các bác nha. Hôm nay bên shop lại giới thiệu với các bác một loại hạt giống mới nữa. Đó là xà lách đỏ của hãng Union. Đây, một gói này được 2 gram. Đó. Nhưng cái hãng này thì hàng rất là ok các bác ơi. Ừ. 2 gram là khá là nhiều hạt đấy, không ít đâu ạ. Xà lách đỏ nha. Nó sẽ hơi xoăn ở trên đầu lá và nó sẽ cho ra màu đỏ rất là đẹp luôn. Một gói 2 gram chúng ta thao vào trồng. Cái này các bác có thể trồng ở dưới đất hoặc là trồng thủy canh đều được nha. Nhìn bao bì của người ta rất là đẹp và chất lượng luôn. Đó, xà lách đỏ của hãng Union nha. Trồng giống này lên rất là ok đấy.